Hello, xin chào tất cả mọi người, là mình Support Hùng đây. Và hôm nay thì Hùng mang đến cho mọi người một mẫu giày cầu lông Li-Ning chính hãng rất là ngon. Đây là mẫu mới nhất của năm 2022, hàng vừa mới về. Và bên shop Hùng cũng là một trong vài shop đầu tiên được bên hãng gửi hàng sớm nhất. Đấy thì bây giờ Hùng sẽ mở đôi giày cho anh em xem. Đôi giày có mã là Li-Ning AITF 043. Thực ra đôi này nó là vẫn là đôi AITR 011 của năm 2021, mẫu giày bán chạy nhất của shop Hùng ở năm 2021 và cũng là mẫu giày cầu lông bán có doanh số cao nhất của Li-Ning trong 2021. Đấy thì mẫu này được tái sản xuất lại, rất là hiếm có mẫu nào được Li-Ning tái sản xuất lại. Và bây giờ mã mới của nó là AITS 043 nha mọi người. Đấy. Thì đây là giày có giấy bọc, cái này không thể làm gì nữa. Rồi chúng ta đến với đôi giày, chúng ta ngắm trước một vòng. Đôi giày màu sắc trắng vàng kết hợp và một chút màu xanh dương. Màu sắc rất là đơn giản và nhã nhặn. Nhưng mà chính vì sự đơn giản nhã nhặn này nên là đôi giày này, đây chính là cái ưu điểm của đôi giày này. Nó rất dễ làm hài lòng bất cứ lông thủ nào, bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể đeo. Đấy, cả trẻ đến các anh tầm 40-50 tuổi đeo đôi này vẫn hợp. Đấy. Thì chúng ta sẽ ngắm một vòng đôi giày. Đấy, cho mọi người ngắm. Đây, mình sẽ đưa xa ra một chút. Rồi. Đấy là góc trước của đôi giày. Rồi, phần cạnh của đôi giày. Đấy, phần đằng sau và cuối cùng là mặt đế của đôi giày. Thì bây giờ Hùng sẽ giới thiệu cho mọi người cái phần quan trọng nhất của đôi giày là phần mặt đế. Mặt đế thì cũng được làm bằng cao su chống mài mòn, được phun sơn đồng màu vàng. Đây là công nghệ đặc trưng của Li-Ning, họ rất hay phun đế để tạo điểm nhấn cũng như là trang trí cho đôi giày về sự kết hợp màu sắc. Các cái rãnh và các cái đường vân, đường viền giúp đôi giày bám nền. Mặt đế cũng tương đối là dày dặn, chống mài mòn tốt với công nghệ non-manking. Đây, non-manking. Thì đôi giày này chúng ta hoàn toàn có thể chơi cả ở sân thảm lẫn sân bê tông cũng có thể chơi được. Nhưng mà nói chung là chơi những cái mặt sân, ở cái mặt sân nó có độ mài mòn vừa phải thôi thì sẽ đỡ sót giày hơn. Nếu mà chơi sân bê tông thì mình nghĩ là chúng ta nên mua những dòng giày rẻ hơn cho nó đỡ tốn kém. Còn anh em có điều kiện thì hoàn toàn có thể mua đôi này cầy sân bê tông, nó cũng rất là bền. Đấy. Về phía tiếp theo này, về mà phần mặt đế nó có miếng nhựa. Ở đây là miếng nhựa, đây là công nghệ ProBalock. Đấy. ProBalock gắn kết giữa phần gót và phần trên của đôi giày, giúp chống xoắn và giữ ổn định khi mà chúng ta tiếp đất. Chống xoắn tức là nó tạo sự ổn định, nó không kiểu mềm ấy, đế nó mềm hay nó bị xoắn theo các chiều dễ dẫn đến chúng ta tiếp đất không ổn định, có thể là dẫn đến lật củ chân. Đấy, đôi giày này thì cũng được thiết kế chống lật, gờ chống lật ở đây và mặt đế chỗ này nó cũng sẽ hơi kiểu bè ra. Nói chung là đôi này giày trọng tâm thấp nên là đi cũng khá là an toàn cho chân, chống lật củ chân tương đối tốt. Đấy. ProBalock này thì nó giúp giữ ổn định mặt đế cũng như là giúp giảm chấn, tạo cái độ uốn cong trên cái thanh nhựa này và nó giúp phục hồi khi chúng ta tạo hỗ trợ cho lực bật. Đấy, về phần công nghệ giảm chấn chính của đôi giày này đó là một lớp giảm chấn màu trắng đây, rất là dày từ gót lên phần trên. Đây chính là công nghệ Li-Ning Cloud, đây là biểu tượng của công nghệ Li-Ning Cloud, một trong những công nghệ giảm chấn hàng đầu của Li-Ning được áp dụng cho những mẫu giày tầm cao và cao cấp. Đấy, tiếp theo ở phần trên thì chúng ta có thể thấy là nó có sự kết hợp giữa lưới dệt kiểu sợi cước ấy, và lớp da màu xám được ép lên trên lớp lưới. Đây cũng là da biểu tượng, một miếng da biểu tượng Li-Ning được ép nhiệt lên.
Công nghệ ép nhiệt là cũng là một trong những công nghệ hàng đầu của hãng Li-Ning. Trước kia thì nó được sử dụng phổ biến cho các mẫu giày chạy. Tuy nhiên thì 2 năm trở lại đây thì nó được dùng cho các mẫu giày cầu lông cũng như bóng rổ rất là nhiều. Đấy, thì nó sẽ không phải có các đường may nữa. Đấy. Và tiếp theo là phần nhựa. Đây mới lớp nhựa nữa. Lớp này thì nó được thiết kế ở bên mặt má trong của đôi giày. Đây chính là công nghệ túp tiếp giúp gia cố phần trên này. Đấy, và đây cũng thế, miếng da màu trắng này được ép lên cũng gia cố chắc ở phần cạnh giày. Đây, miếng nhựa này thì giúp khi chúng ta chạy và chúng ta dê chân miết xuống sàn thì nó giúp bảo vệ cho đôi giày. Một miếng nhựa rất chắc chắn và đẹp. Đấy. Phần lưới này thì giúp cho đôi giày nó được thông thoáng, thoáng khí đi, cảm giác dễ chịu cũng như là nó sẽ mang lại cảm giác mềm mại hơn. Nếu là phần này là da thì chúng ta sẽ đeo thấy nó cảm giác cứng và khó chịu hơn. Thì đeo lưới nó sẽ giúp. Đôi giày này thì form nó cũng không quá là ôm nên là anh em chân hơi bè cũng hoàn toàn có thể đi được nhá. Phần mu trên chiều cao của giày nó cũng làm tương đối là cao nên là cũng không sợ chân dày, chân hơi dày thì bàn chân mu bàn chân hơi dày thì cũng hoàn toàn có thể đi được mẫu này. Nói chung là mẫu giày này thì nó không kỵ chân. Đấy. Hàng chữ LNVMT này thì viết tắt của Li-Ning Badminton. Badminton chính là cầu lông nha mọi người. Đấy. Phần gót thì nó được thiết kế một cái miếng nhựa màu xanh này, trông cũng khá là bắt mắt. Đấy. Ở phần gót giày thì nó cũng rất là dày dặn để giúp bảo vệ gót chân của chúng ta. Với lót của đôi giày này cũng vì đây này cũng có thể gọi là tầm cao, giá gốc là 499 tệ. Thì tương đương với khoảng 1.750.000 đến 1.800.000 tiền Việt tùy tỷ giá. Lót giày thì mình thấy đây cũng rất là dày dặn và êm. Đấy. Đây, lỡ rút thì rút thẳng cho mọi người xem. Đây, lót giày. Thì mẫu giày này bên Hùng đang được khuyến mãi giá rất tốt, chỉ hơn 1.000.000 một chút thôi. Nên là anh em nào mà đang muốn sắm giày thì hãy nhanh tay liên hệ với bên Hùng. Đây là một mẫu giày rất là ngon, đáng đồng tiền bát gạo. Và mức giá cũng phải nói là quá là tốt, Hùng cũng không thể bán mức giá rẻ hơn cho mọi người được. Bán với mức giá như này còn thậm chí là không có hàng để bán, tầm vài hôm là cháy hết hàng ngay mà. Đấy. Thì anh em nào nếu mà kết thì phải liên hệ Hùng ngay, bởi vì là những mẫu giày như này thì sẽ rất là nhanh hết hàng. Đợt này thì biên biết nó hàng nó cũng khó về nên là mấy nữa mà hết hàng thì mọi người muốn mua tiếp thì phải Hùng nghĩ là phải chờ khá lâu, nó chưa chắc đã có. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc nào thì mọi người hãy nhắn tin cho Hùng biết nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.